Dạ vâng, chào anh Nguyễn Văn Hải. Ngày hôm nay tôi có mặt ở Berlin và chào anh. Hôm nay chúng ta cùng gặp quý khán giả của đài Thời báo .de cũng như là bạn đọc để cùng thảo luận về cái chương trình mà rất nhiều người quan tâm, đó là tự do truyền thông và công tác hỗ trợ người dùng mạng xã hội tại Việt Nam. Vâng, chào anh. Vâng, chào anh Lê Trung Khoa và xin chào quý vị khán giả. Dạ vâng. Vâng, như anh đã biết thì từ trước đến nay tại Việt Nam chúng ta tất cả những cái cơ quan báo chí ở trong nước đều nằm dưới sự kiểm soát của nhà nước, có nghĩa là những cơ quan báo chí nhà nước, và có những cái thông tin mà theo tôi được biết những phóng viên ở trong nước họ không thể đăng tải ở trên những cái trang gọi là chính thống này. Như vậy thì những cái trang mạng khác như là mạng xã hội, ví dụ như Facebook hoặc Twitter và tất cả những trang khác đều có rất nhiều người Việt Nam tham gia, phải nói là hàng triệu người tham gia, và tại đây họ đã đăng tải những cái thông tin một cách rất tự do, và cũng chính vì những cái thông tin này đem lại nhiều cái điều không mong muốn cho một số cái cơ quan quản lý nhà nước ở Việt Nam, cho nên họ cũng đã bị một số cái người hoặc là một số cái tổ chức reporter, tức là báo cáo để làm tổn hại đến điều đó. Vâng, được biết anh Nguyễn Văn Hải, anh còn gọi là blog Điếu Cày, và anh cũng đã sang Mỹ được một thời gian, và anh có thể tường trình cho bạn đọc và những người cùng quan tâm biết những cái hoạt động của anh để giúp cho truyền thông tự do trong nước cũng như nhân quyền ở trong nước được tốt hơn, đúng không ạ, trong thời gian qua. Vâng ạ, như anh Lê Trung Khoa và một số quý vị khán giả được biết, tôi là một tù nhân lương tâm. Tôi bị tới hai án là 14 năm rưỡi và 5 năm quản chế. Nhưng mà sau gần 7 năm ở trong 11 cái nhà tù của Cộng sản thì tôi đã được chính quyền Hoa Kỳ giúp đỡ và được đưa sang Hoa Kỳ. Thì trong cái thời gian ở Hoa Kỳ thì tôi vẫn tiếp tục cái công việc của mình là phát triển một cái mạng lưới truyền thông tự do, tìm mọi cách để hỗ trợ những cái phong trào mà truyền thông tự do ở trong nước. Trong đó có những cái chuyến đi đến các tổ chức như Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Liên Hợp Quốc hoặc những cái tổ chức mà của bảo vệ nhà báo, hỗ trợ về nhân quyền và dân chủ cho Việt Nam. Thì mình đều đi đến những cái nơi đó để mình vận động cho từng trường hợp cụ thể ở trong nước hoặc là vận động cho những cái vấn đề chung của phong trào. Tôi thấy rằng là đây là một cái cuộc chiến ở trên cái mặt trận truyền thông, vì chính quyền cộng sản ấy, họ luôn luôn họ tập trung hết cái quyền lực truyền thông vào trong tay họ, còn người dân thì không có cái công cụ nào để chia sẻ cả. Nhưng mà từ ngày có blog và Facebook thì người dân ấy quả thực ấy là đã nắm ở trong tay một cái công cụ để mà chia sẻ thông tin rất là tốt. Vì vậy chính quyền cộng sản họ tìm mọi cách, họ không lên cái mạng lưới truyền thông này. Cho nên là chúng ta thấy trong những năm qua, bằng mọi cách, từ cách là dùng pháp luật, dùng những cái sự đàn áp để bắt bớ những người bất đồng chính kiến và viết ở trên mạng, cho đến việc mà bây giờ ấy, nhiều người sử dụng quá, họ phải sử dụng đến đưa vào trong pháp luật, như là cái luật an ninh mạng vừa rồi mà các bạn đã biết đó. Rồi những cái lực lượng, họ tập hợp những cái lực lượng để mà report ở những cái trang Facebook, để đóng những cái trang Facebook, rồi lợi dụng những cái kẽ hở của Facebook ấy để thực hiện những cái hành vi là đàn áp ở trên không gian mạng. Cho nên là những cái hình thức mà đàn áp gần đây nhất là những cái hình thức đàn áp mới, là sử dụng việc đàn áp các doanh nghiệp thông qua cái việc mà vote một sao để đánh giá thấp cái uy tín doanh nghiệp, để hạ gục những cái doanh nghiệp mà những người chủ doanh nghiệp đó có viết ở trên mạng và có cất lên tiếng nói cho những người dân thấp cổ bé họng. Thì tôi thấy rằng cái việc mà anh em ở ngoài này á, cái khả năng thì trong khả năng của mình, tôi một là hỗ trợ phát triển những cái mạng lưới truyền thông ở trong nước, hai nữa là chuyển những cái hình thức đàn áp, những cái báo cáo mới nhất này, để đến các tổ chức quốc tế cũng như là đến Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để họ có cách họ giúp đỡ, cũng như báo cáo với Facebook để họ tập trung lại, họ chỉnh sửa những cái kẽ hở mà chính quyền cộng sản nó lợi dụng để nó tấn công đàn áp ở trên mạng. Dạ vâng, quả thật là như blog Điếu Cày, tức là anh Nguyễn Văn Hải cũng vừa chia sẻ, thì ngay không phải chỉ tại Mỹ, không phải Việt Nam mà ngay tại Đức trong thời gian vừa qua cũng đã xảy ra một số trường hợp như là chúng tôi đã tường thuật trên trang Thời báo .de,
đó là việc những cái blogger, những người viết ở ngay tại Đức và tại một số nước châu Âu cũng gặp phải tình trạng khi họ viết những cái status liên quan những vấn đề chính trị ở trong nước, về vấn đề dân chủ, về vấn đề nhân quyền tại Việt Nam, thì họ cũng thường xuyên gặp phải những cái khó khăn, đó là bị những cái lực lượng nào đó reporter, tức là báo cáo một cách sai, không đúng cái sự thật, để cho Facebook họ sẽ tự động khóa tài khoản này lại trong một thời gian nhất định, thậm chí là khóa hoàn toàn. Và trường hợp gần đây nhất như tôi chứng kiến là có những cái blog họ đăng lại tự nhiên họ được báo cáo là ông này đã chết. Ví dụ như là blog tại trong nước người ta thấy ông như Quang Hiệu Minh cũng đang gặp cái trường hợp như vậy, và họ treo một cái bức ảnh là tưởng nhớ, tưởng niệm gì đó, và những người đó phải thời gian rất lâu sau mới lấy lại được, và nó làm gián đoạn cái truyền thông đi. Mà tuy nhiên những cái thông tin đó thì chúng tôi cũng đã báo với cả bên Facebook tại Đức, cũng như là làm việc với Quốc hội Đức và Nghị viện châu Âu để đưa ra những cái thông tin cụ thể, những bằng chứng cụ thể chứng minh rằng khi Facebook dùng những kỹ năng toán học, tức là những cái phép toán học gọi là để tự động nhận dạng và tự động khóa hoặc mở những commentar hoặc là những cái status mà họ cho rằng là vi phạm, thì chính vì cái những cái trí tuệ thông minh đó ở trên mạng, tức là được Facebook tạo lập và sử dụng, cũng đã là cái kẽ hở rất lớn cho những cái lực lượng ở nhà, có cái lực lượng 47, tức là họ tác chiến không gian mạng, họ có thể một lúc hàng nghìn người vào báo cáo một tài khoản, và tài khoản đó sẽ gặp khó khăn, thậm chí bị khóa lại, bởi vì họ cho Facebook thuật toán cho rằng là cái Facebook đó đã vi phạm. Và tới đây chắc chắn là sẽ còn nhiều những cái hình thức khác nhau mà chúng ta tiếp tục sẽ phát hiện để đưa ra cho Facebook tại Đức và trên bên nước Mỹ, các anh cùng tham khảo và để họ chỉnh sửa cái hệ thống họ cho tốt hơn. Ngoài ra thì anh Nguyễn Văn Hải, anh có thể cho biết thêm cái thông tin trước đây anh đã từng gặp Tổng thống Mỹ Obama, và anh đã nói chuyện gì về cho Tổng thống về những cái hoạt động của anh, hoặc là những cái ý định của anh trong thời gian qua, hoặc là những cái dự định của anh thời gian tới ạ? Khi mà tôi vào gặp Tổng thống ấy, thì chúng tôi có, trước khi vào thì tôi có tham khảo một số ý kiến của anh em ở trong nước, và tôi đã truyền tải những cái ý kiến của anh em trong nước cũng như ý kiến của cá nhân mình về vấn đề mà tự do thông tin, tự do ngôn luận ở Việt Nam. Chủ yếu là chúng tôi muốn là chính quyền Hoa Kỳ giúp đỡ để mở rộng cái không gian truyền thông tự do ở Việt Nam, trong đó có những cái việc là bảo vệ những cái nhà báo, những cái người mà hoạt động ở trên mạng xã hội. Thì đấy là những cái cách mà chúng tôi mà vận động và giúp đỡ. Và lần đó thì tôi cũng trình ra một cái danh sách những cái tù nhân lương tâm mà cần được giúp đỡ, và cũng nhờ những cái danh sách được giúp đỡ đó mà một số bạn bè của chúng ta đã được ra khỏi nhà tù. Thì đối với lại cái công việc ở trên cái mạng truyền thông này thì tôi xác định đó là cuộc chiến, nó thực sự là một cuộc chiến. Cho nên là chính quyền cộng sản thì họ tìm mọi cách để khống chế cái mạng lưới truyền thông tự do, trong đó có việc là ban hành pháp luật, trong đó có việc đàn áp, trong đó có việc là lợi dụng những cái kẽ hở của Facebook để mà tấn công vào những cái người hoạt động tự do báo chí, tự do ngôn luận trên mạng. Vì vậy chúng ta ở bên này, chúng tôi ở bên ngoài này thì là an toàn hơn, không thể bị bắt giữ như là các bạn ở trong nước, không thể bị đàn áp bất ngờ như các bạn ở trong nước. Nhưng mà chúng tôi có thể là truyền tải thông tin cho các bạn, bởi có những cái thông tin các bạn ở trong không thể đăng được và phải chuyển ra ngoài này đăng để rồi các bạn share lại. Rồi cũng có những cái vấn đề mà khi mà chúng tôi nhận được thông tin thì chúng tôi làm cầu nối, chúng tôi báo cáo ngay với bên Facebook hoặc là các tổ chức quốc tế, các tổ chức bảo vệ nhà báo, cũng như là bên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và một số quý vị dân biểu ở cái khu vực Cali hoặc là bên trên Washington, để giúp đỡ cho những trường hợp các Facebook mà bị bắt giữ, bị đàn áp, và giúp đỡ cho cả gia đình của họ, cũng tập vận động về các cái vấn đề mà hỗ trợ về luật sư, tài chính. Thì những cái việc đó thì chúng tôi làm trong nhiều năm qua với nhiều bạn bè ở trong nước. Vâng, có một bạn đọc vừa gửi câu hỏi đến cho anh Nguyễn Văn Hải, blog Điếu Cày, về việc
Vậy anh có còn liên hệ với cả anh Tạ Phong Tần không ạ? À, Tạ Phong Tần thì khi mà chị sang đây thời thì chị rời khỏi câu lạc bộ nhà báo tự do, không hoạt động chung với chúng tôi nữa, thành ra cũng không có cái liên hệ gì. Vâng, cảm ơn anh. Và như anh cũng đã biết, hiện nay tại không phải chỉ Đức mà tại Mỹ đều có những cái tổ chức tham gia và họ tích cực đấu tranh cho cái tự do ngôn luận và tự do biểu đạt tại Việt Nam. Và anh cũng cho biết rằng là tới đây anh cũng có cái cuộc gặp với cả bên phía Mỹ về cái việc này. Vậy anh có thể hé lộ cho bạn bạn đọc và mọi người biết thêm cái thông tin được không ạ? Sắp tới thì có cái đối thoại nhân quyền. Thực ra thì không phải là một cái cuộc gặp mà là chúng tôi có những cái báo cáo lên phía Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để có những cái mong muốn là có được những cái sự hỗ trợ và đặt lên cái bàn đối thoại nhân quyền trong cái ngày mà 13 tháng 5 sắp tới đối với chính quyền Việt Nam. Thì trong đó thì có nhiều vấn đề mà đến khi mà đối thoại nhân quyền diễn ra xong thì chúng tôi có thể nói được. Vâng, tại Mỹ thì anh cũng biết hiện nay tổng thống đương nhiệm là ông Trump, ông có rất nhiều những cái việc phải làm và đặc biệt cụ thể mà chúng ta theo dõi thường xuyên đó là cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đang diễn ra ngày càng căng thẳng. Thì vậy anh đánh giá thế nào về nước Mỹ khi họ bận với cả những cái việc như tị nạn hoặc là những vấn đề chiến tranh thương mại với Trung Quốc thì vấn đề nhân quyền, vấn đề tự do biểu đạt, tự do báo chí được Mỹ quan tâm như thế nào ạ? Tôi nghĩ rằng là nước Mỹ vẫn tiếp tục quan tâm đến cái vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Cụ thể như vừa rồi trong cái phái đoàn mà của các thượng nghị sĩ Mỹ sang thăm Việt Nam sau đó về thì các vị một vị trong đoàn đã phát biểu rằng là cái việc nhân quyền sẽ là trụ cột trong cái quan hệ của Việt Nam và Hoa Kỳ. Và vấn đề thứ hai nữa là những cái viên chức ngoại giao mà làm việc từ thời Tổng thống Obama đến giờ ấy, mà phụ trách về dân chủ, nhân quyền và lao động ấy, thì cũng vẫn là những người cũ thôi. Cho nên là họ rất am hiểu vấn đề tình hình của Việt Nam, không có gì khác cả. Đó, cho nên chúng ta thì đừng đừng ngại vì chúng ta vẫn còn nhiều cái hy vọng ở phía trước. Và trong những cái cuộc chiến thương mại này thì tôi hoàn toàn ủng hộ những cái việc mà tăng thuế lên đối với chính quyền Trung Quốc. Vì tôi thấy rằng là cái đó là cái hiệu quả nhất để bảo đảm cái sự phát triển kinh tế của Hoa Kỳ cũng như bảo vệ cái công ăn việc làm tại Hoa Kỳ. Nói đến cuộc chiến thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc thì anh đánh giá thế nào khi cái điều này tức là Việt Nam là một cái thể chế tương đồng với Trung Quốc tức là do Đảng Cộng sản cầm quyền và lãnh đạo. Vậy tại sao Mỹ lại chỉ làm điều này với Trung Quốc và gây sức ép liên tục mà lại không làm với Việt Nam? Thậm chí gần đây anh cũng nhìn thấy việc Mỹ hỗ trợ và giúp đỡ Việt Nam rất nhiều về mặt hải quân rồi về nhiều cái lĩnh vực khác nhau nữa. Vậy anh có thể phân tích hoặc là có thể cho bạn đọc biết cái thông tin thêm về phân tích về việc này không? Tôi nghĩ về vấn đề địa chính trị thì Việt Nam nằm sát với Trung Quốc cho nên là chịu ảnh hưởng nhiều từ phía Trung Quốc. Còn cái việc mà về cái thặng dư thương mại giữa Việt Nam và Mỹ ấy, thì 35 tỷ đô la một năm ấy, nó không phải là lớn so với một cái nền kinh tế khổng lồ của Hoa Kỳ. Cho nên những cái ưu đãi đối với Việt Nam cũng là cái cách mà lôi kéo Việt Nam về đứng về phía Hoa Kỳ. Nói chung là nếu mà Việt Nam mà không chống lại Hoa Kỳ thì đấy cũng là một cái thành công của phía Hoa Kỳ rồi. Còn vấn đề mà về chiến tranh thương mại nữa, khi mà chiến tranh thương mại xảy ra mà trước khi mà những cái loạt hàng hóa mà bị những cái loại hàng hóa mà bị áp thuế đấy thì những cái chủ doanh nghiệp đó một là họ sẽ thu gọn cái sản xuất ở Trung Quốc, hai nữa là họ có thể chuyển những cái nhà máy đó sang những cái nước lân cận. Thì nói chung là thị trường lao động của Trung Quốc và Việt Nam ấy, thì đều là những cái thị trường mà chính quyền, một cái chính quyền buôn dân nó dựa vào cái lao động giá rẻ để mà nó thu hút đầu tư thôi, và lợi dụng những cái mà ưu đãi về môi trường để mà thu hút đầu tư thôi, chứ còn chả có cái gì để thu hút. Thì thực ra thì cái thị trường lao động ở Việt Nam cũng là một cái thị trường lao động rẻ, thì những cái nhà đầu tư họ sẽ chuyển doanh nghiệp sang bên đó để họ lợi dụng cái xuất xứ ở đó, họ chuyển đưa hàng hóa vào Hoa Kỳ thì là được hưởng một cái xuất thuế nó rẻ hơn. Tất nhiên là những cái nhà đầu tư, nhà kinh doanh người ta sẽ tìm mọi cách để người ta lách, và trong cái cuộc chiến thương mại này ấy, thì dứt khoát là Hoa Kỳ phải áp thuế để mà cân bằng cái thương mại chứ không thể là đánh ngược rồi được. Gần đây nhất thì tôi có gặp ông Nguyễn Kim Sinh là một trong những nhà hoạt động nổi bật của Trung Quốc,
Thì trong cái buổi trao đổi đó thì ông Nguyễn Kim Sinh cũng có nói rằng là rất nhiều người đấu tranh dân chủ ở trong nước và một số những cái phe phái ở trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cũng muốn rằng là chính phủ Hoa Kỳ ấy, là phải đẩy mạnh cái chiến tranh thương mại lên, chứ không thể nào làm nửa vời được, vì làm nửa vời thì mà chính quyền Trung Quốc sẽ tìm mọi cách để nó kéo dài cái thời gian thương thuyết ra để rồi nó trở mặt, chứ còn thực dụng thực tâm đấy là chính quyền Trung Quốc họ không có muốn thay đổi. Vâng, anh cũng biết trong Đó cái là một vài cái nét về cái chiến tranh thương mại. vâng anh cũng biết là trong thời gian vừa qua thì cuộc chiến thương mại đã lên đỉnh điểm, như cụ thể là bắt đầu từ trưa ngày hôm nay thì Tổng thống Mỹ đã thực hiện việc đánh thuế tăng cường cho đối với hàng hóa từ Trung Quốc, mặc dù trong quá trình đàm phán đang diễn ra và phía ông hé lộ rằng phía Trung Quốc đã có những cái phản ứng rút lại những cái thỏa thuận trước đó, và điều đó đã làm cho Mỹ giận dữ. Vậy anh có thể phân tích điều này nó ảnh hưởng thế nào đối với hàng hóa của Việt Nam khi xuất sang Mỹ, cũng như là xuất qua Trung Quốc rồi từ Trung Quốc sang Mỹ, hoặc là những cái ảnh hưởng của nó, bởi vì Facebook là một nơi mà chúng ta có thể nhiều doanh nghiệp Việt Nam đang sử dụng để kinh doanh, và chắc chắn là họ cũng rất muốn biết cái thông tin này. Và anh có thể nói thêm về cái việc mà tại sao ông Tổng thống Trump lại vừa đánh thuế cao như vậy mà vẫn đàm phán, và ảnh hưởng thế nào ở Việt Nam? Thực ra thì cái việc mà đàm phán giữa Trung Quốc và Hoa Kỳ đã kéo dài rất lâu, và gần đây nhất mà theo thông tin mà chúng tôi có được thì cũng thấy rằng là Trung Quốc là luôn luôn là trở mặt trong những cái đàm phán đó. Ví dụ họ thường là họ đã thỏa thuận rồi họ lại tái thỏa thuận, và chính vì những cái điều như thế cho nên là cái thời gian mà nó kéo dài. Tôi xin phép 1 phút. Chính vì cái thời gian mà kéo dài như thế, chính quyền Trung Quốc họ cũng có một cái ý định rằng là muốn khi mà nền chính trị ở Mỹ mà có thay đổi thì họ sẽ có khả năng là họ lật ngược được những cái đàm phán. Cho nên là cái cách mà đàm phán theo cái kiểu mà cứ tái thỏa thuận đi lại như thế thì khiến cho Tổng thống Trump phải quyết định là áp thuế. Và cái việc áp thuế như thế này ấy, là vừa đánh vừa đàm cũng không có cái gì là lạ cả, vì là cần phải áp thuế để mà khẳng định cái quyết tâm của mình. Còn cái kinh nghiệm mà đàm phán với cộng sản thì bao giờ cũng vậy thôi, họ sẽ đưa ra một cái giá rất là cao, nhưng mà rồi là mình phải định ra một cái deadline với họ là đến cái thời điểm nào đó là mình phải phải giải quyết. Chứ còn với chính quyền cộng sản thì nó cứ cù cưa thôi, và nó sẽ đặt ra một cái tiêu chuẩn rất là cao để rồi cuối cùng mà thực ra cái mức mà nó quyết định thì có thể rất là thấp. Cho nên thì chúng ta biết đàm phán với lại cộng sản chỉ có là thắng hay thua chứ không có win win đâu. Với cộng sản nên nên khẳng định như thế, không có win win. Vâng, có một bạn đọc khác hỏi, trong cái quá trình hoạt động của anh tại Mỹ cũng như là đi những cái hoạt động khác ở những cái nước, cái vùng khác, thì anh thấy những người Việt Nam định cư ở Mỹ từ trước năm 75 và sau này, những người có lẽ là sang sau năm 75 cũng nhiều, và họ suy nghĩ gì về cái việc mà Việt Nam hiện nay đang hội nhập quốc tế nhưng vẫn bị ràng buộc bởi cái thể chế cộng sản, thì ý định của họ có về đầu tư Việt Nam trong thời gian tới hay không, và họ nói gì về việc này ạ? Nói chung về cái giới đầu tư thì tôi cũng không có nắm được nhiều, nhưng mà những anh em với đấu tranh dân chủ hoặc là những cái nhóm mà hoạt động ở bên này thì là tôi có liên lạc nhiều, hoặc là với những cái cộng đồng người Việt tôi có liên lạc nhiều, thì tôi thấy rằng là họ đều mong muốn là Việt Nam có cái sự thay đổi. Và những cái tác động trước đây ấy, là những cái hội nhóm bên này ấy, là về truyền thông nó chưa có mạnh mẽ như bây giờ, nhưng mà bây giờ truyền thông nó mạnh mẽ rồi thì những cái liên lạc trong ngoài bây giờ thì họ đều nắm rõ hết, và thậm chí là có những người có những nhóm là hỗ trợ cho từng người từng nhóm ở trong nước một cái cách rất là cụ thể. Cho nên là cái việc mà trong ngoài bây giờ là hiểu rất rõ cái vấn đề ở trong nước chứ không có như hồi trước nữa. Và có lẽ để hiểu rõ điều đó, có lẽ qua những hoạt động xã hội và qua những cái mạng
xã hội như 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 chúng ta đang tham gia vào trong ngày hôm nay, thì nhiều người trong và ngoài nước đã biết được những thông tin sự thật diễn ra ở trên khắp thế giới. Đó là việc xảy ra ở Mỹ, đó là việc cuộc chiến thương mại, đó là việc xảy ra ở Đức, đó là vụ bắt cóc ông Trịnh Xuân Thanh, và có rất là nhiều những cái việc khác đã thông qua cái kênh này để biết được. Vậy anh đánh giá gì về cái hoạt động và những cái phát triển tới đây của Facebook tại Việt Nam, và những người Việt Nam phải làm thế nào nếu họ bị những cái tổ chức hoặc là bị những cái nhóm nào đó báo cáo và phá hoại hoạt động kinh doanh của họ, cũng như làm khó khăn cho cuộc sống của họ bởi vì những cái tức là những cái tên của họ, nick của họ trên mạng xã hội đã bị mất hoặc là bị ảnh hưởng, thì anh nghĩ rằng là họ phải làm thế nào trong những trường hợp như vậy? Chúng tôi thấy rằng là thực ra thì cái việc mà báo cáo ở trên mạng á, nó cũng lợi dụng vào cái kẽ hở thuật toán của Facebook. Tại vì Facebook ấy là sử dụng cho mấy tỷ người trên thế giới, cho nên là không thể nào mà có những cái nhân viên để mà kiểm soát hết những cái bài viết được. Họ chỉ dựa trên những cái thuật toán của họ để mà họ hoạt động thôi. Cho nên là khi mà bị Cộng sản nó lợi dụng như thế này ấy, thì chúng ta phải thành lập một cái nhóm để mà vận động với Facebook, cũng như là thành lập một cái danh sách mà những cái Facebook mà cần được bảo vệ để bảo đảm rằng là họ không bị đàn áp ở trên không gian mạng. Cái hình thức đàn áp trên không gian mạng này là cần phải được chấm dứt. Trước đây ví dụ như là trường hợp mà tôi cũng bị nhiều lần, tức là họ sử dụng một cái trang, họ lập lên một cái trang rồi họ ạt mình vào làm cái người quản trị của cái trang đó, sau đó họ báo cáo cái trang đó, và dẫn đến cái việc mà Facebook mà đóng cái tài khoản của mình. Thì những cái cách thức đó thì bây giờ Facebook đã sửa rồi, và gần đây nhất cái hình thức mới là họ vote một sao cho những cái doanh nghiệp mà kinh doanh ở trên mạng đó để gây ảnh hưởng đến cái uy tín của họ ở trên mạng. Thì cái đó cũng là một cái hình thức mới mà nó dựa trên là cái sự đánh giá của nhiều người. Cái này tôi nghĩ là chúng ta lại phải lập một cái danh sách bảo vệ và báo cáo từng trường hợp cụ thể để Facebook người ta có cái cách mà người ta giải quyết, chứ không có thì nó rất là ảnh hưởng đến cái phong trào. Tôi nghĩ rằng cái trường hợp mà Việt Nam nó sử dụng cái vụ mà hội cờ đỏ đó, thì họ nghĩ rằng họ thành lập ra một cái nhóm mà gọi là dân sự để mà đàn áp cái quyền mà tự do tôn giáo. Nhưng rồi chính là cũng nhờ những cái báo cáo ở ngoài này mà hội cờ đỏ phải bị giải tán. Thì đấy là những cái hình thức mà chúng ta làm sao chúng ta phải tố cáo được cái hình thức đàn áp như thế. Thực ra thì Facebook không khó để phát hiện những cái địa chỉ IP mà báo cáo nó tập trung ở những cái khu vực nào, của bọn lưu luận viên nào, của những cái trường an ninh nào, thì những cái trường công an nào hay trường quân đội nào mà tập trung báo cáo như thế, thì họ đều có thể là phát hiện được hết. Và cái đó họ sẽ tổng hợp lại để thành những cái báo cáo mà về những cái vấn đề mà về đàn áp nhân quyền. Thì tôi nghĩ rằng là chúng ta phải lập nhóm, phải báo cáo những cái hình thức đàn áp mới cho Facebook cũng như là cho Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và Liên minh châu Âu, nơi những cái tổ chức mà bảo vệ nhà báo và các cái định chế xã hội để mà họ có cái cách mà buộc yêu cầu Facebook phải giúp đỡ cũng như là bảo vệ những cái quyền tự do ngôn luận, tự do thông tin ở trên mạng. Vâng, cũng nhân cái thông tin của anh gợi ý cho bạn đọc và những cái người sử dụng Facebook của mạng xã hội, thì tôi cũng xin thông báo thì cái danh sách 50 Facebook tại Việt Nam để được đề xuất bảo trợ đã được luật sư Lê Công Định thiết lập xong và đã chuyển cho chúng tôi, và chúng tôi đã chuyển tiếp cho bên Facebook tại Đức và họ sẽ xem xét cái danh sách này. Và tôi thấy rằng điều này rất hiệu quả khi trong danh sách là rất là nhiều người với những có nhiều follow, nhiều người theo dõi. Và nếu chúng ta tổng cộng lại với chỉ với 50 người này thôi thì đã có hàng triệu follow của những người này, khi mà được đảm bảo với cái việc là không bị báo cáo sai sự thật và để họ tiếp tục được sử dụng cái quyền tự do ngôn luận tại Việt Nam thì là điều rất tốt. Và một chương trình lớn tiếp theo mà chúng tôi cũng sẽ mở rộng sau khi biết được rằng nhu cầu của người Việt Nam ở trong nước rất lớn về cái việc hỗ trợ này, là chúng tôi sẽ làm chương trình là 1.000 plus, 1.000 cộng, tức là Facebook Việt Nam. Thì có nghĩa là trong thời gian tới thì cái dự án 1.000 cộng Facebook Việt Nam này sẽ cố gắng huy động và chọn lọc để hỗ trợ được trên 1.000 Facebook, tài khoản Facebook tại Việt Nam, đảm bảo cho họ và
để họ có thể đăng tin mà không lo bị những cái đối tượng như là dư luận viên hoặc là những cái người những cái nhóm đánh phá. Và tôi thấy rằng là nếu điều này đạt được thì tự do ngôn luận tại Việt Nam sẽ có một bước tiến mới, phải không ạ? Vâng, chúng ta phải xác định rằng đây là một cái cuộc chiến ở trên cái mặt trận truyền thông. Thành ra là những cái mà đối phó với chính quyền cộng sản khi mà họ ban hành luật cũng như là khi mà họ sử dụng những cái hình thức đàn áp mới, chúng ta đều phải có nghĩ ra những cái phương cách để mà giúp đỡ những bạn bè trong nước để đảm bảo rằng họ có được cái quyền tự do thông tin, tự do ngôn luận, để mà họ có cái quyền tự do phát biểu trên không gian mạng. Và khi mà chúng ta tập hợp được 1.000 Facebook mà được bảo vệ thì chúng ta đã có một cái lực lượng có thể là dư sức chống lại 10.000 dư luận viên rồi. Vì chúng ta cũng biết là sức mạnh của 1.000 blogger mà hot của Việt Nam ấy thì là nó còn mạnh hơn cả 100.000 dư luận viên nữa. Dạ vâng, cảm ơn ngày hôm nay đã được trao đổi cùng anh và cảm ơn các bạn đã theo dõi buổi tường thuật trực tiếp truyền hình thực tế của Thời báo.de từ Berlin và anh Hải từ quận Cam, California. Và chúng tôi sẽ tiếp tục làm chương trình tới đây và mời các bạn cùng theo dõi. Rất cảm ơn các bạn và cảm ơn anh Hải và chúc anh sức khỏe. Vâng, xin chào anh Lê Trung Khoa và xin chào quý vị khán giả. Vâng, chào anh.